Xin chào tất cả anh em, lâu lắm rồi mới lại up video. Hôm nay tại vì có chiếc mũ mới về cho nên là tôi bóc hộp thử xem nào nhá. Mũ này là cũng khá đặc biệt, một chiếc Arai xách tay từ Nhật. Nói chung là hàng về không nhiều nhưng mà đã về là rất chất lượng. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với shop nhé. Nhận đặt tất cả các loại mà shop tôi thì đặc biệt là các loại phụ kiện đều nhận hết. Hôm trước vừa mới nhập lại thêm cả mấy cái tai, mấy cái miếng ốp cho chiếc Arai Tour Cross 3 của một khách hàng bị gãy. Nó gãy mất một cái, nó bị vỡ cái ốp ở bên trên đầu ấy, thì là nói chung những cái hiểm hiểm tôi shop tôi đều có pin lock này hay là các loại tear off anh em nhé. Đây bóc ra xem nó là cái gì nào. Đây tôi vừa phải cắm vào chân máy cho nó dễ, cầm một tay quay cho khó quá. Đây là một chiếc Arai RX7X phiên bản FIM Racing Number One. FIM cứ đọc là phim đi, phim Racing Homologated Helmet. Bản chất nó là một chiếc RX 7X nhưng mà cái phiên bản phim Racing này thì nó có thêm cái đuôi gió này sẵn luôn anh em nhé, trông chất luôn này, gấu chưa đó. Đấy. Màu đen bóng rất đẹp, đặc biệt là cái chiếc này thì nó lại không như thường lệ của Arai, nghĩa là bình thường Arai các cái tấm vỏ này là sẽ có cái màu óng ánh, màu nhũ óng ánh, nhưng mà chiếc này thì nó màu đen trơn luôn đó, chứ nó không có màu nhũ nữa, quá đẹp anh em ạ, nhìn phát ưng luôn, bóng nhảy. Cùng xem thử xem trong hộp nó có cái gì nha. Thì ở đây thực ra Arai nó rất là tiết kiệm, bên trong nó gần như nó không có cái gì cả. Đây có một cái túi với cả sách thôi. Đấy. Còn lại là về mũ đây, không còn cái gì khác. Thì anh em nếu quan tâm đến giá thì xin hãy liên hệ với Tokyo Hanex Shop nhé. Hoặc là truy cập website, chúng tôi sẽ đăng lên. Hoặc là inbox trên Facebook cũng được. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi và nhớ subscribe nhé. Chúng tôi sẽ còn bóc hộp rất là nhiều những sản phẩm nữa. Và tôi sẽ sớm review cái chiếc mũ này chi tiết hơn. Cảm ơn anh em.